Chủ đề tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 được Công đoàn Y tế Việt Nam lựa chọn là tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Qua đó, nhằm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, tài sản giá trị nhất của các cơ sở y tế. Theo Bộ Y tế, trong năm 2022, đã có 92,5% đơn vị đã thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động, 100% đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Các đơn vị đã trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đáp ứng yêu cầu công việc. Tại lễ phát động, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua với chủ đề xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của Tổng Liên đoàn Lao động cho bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các khối thi đua của Công đoàn Y tế Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Nhân dịp này, Công đoàn Y tế đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động lần thứ ba năm 2023 cho 42 cá nhân và 26 tập thể.